Truyền thuyết kể rằng, khi con chim lửa ba chân xuất hiện, một vị vua mới sẽ đến, lập nên triều đại tươi sáng hơn. Thân thế của cậu bé là một điều bí ẩn, nhưng tính cách của cậu thì... Thầy ơi, có một người mà con thích đang ở đây nè, cho nên là xin thầy đừng hỏi con những câu mà quá khó nha thầy. Trời ơi, thật là vô phép tắc. Tình hình trở nên gay go hơn khi Sunong và các bạn bị quân Han truy đuổi. Đế chế này không thể bị sụp đổ chỉ vì một thằng nhóc. Đón xem cuộc phiêu lưu của Sunong lúc 10 giờ sáng chủ nhật hàng tuần.